Xuống nghe nha, xuống nhá TiTi. Mẹ lau cái đầu lên nào. Đi con nào nghe nào mẹ. Đi mẹ lau nào. Sao lại bóc của mẹ ra rồi? Yên đây chỉ là mẹ mặc cho em chứ. Để yên nhá. Rồi TiTi nằm ở đây. Nằm yên nhá, nằm yên lại nào cho nào. Mẹ kéo được con. Nào, ngồi lên. Ngồi lên mẹ mặc áo cho nào. Ngồi đây. Áo nhá, mặc áo đẹp nhá. Đi con. Đây con lấy tay ra. Đâu rồi? Cái mặt đâu rồi? Dạ. Ơi, từ từ. Để mày mặc áo cho em đó. Em chui cái mặt đi đâu mất rồi đây này. Ai đâu? Dạ. Ừ. Đây hả? Mặc cái tay nào. Đừng mút tay nữa. Úi dồi ôi, lại ngáp ngủ à? Rồi, đi vào móng tay cho em TiTi nha. Móng tay TiTi tốt quá. À, đi ngồi đây, mẹ bấm cho. Bấm đâu con? Cái bấm đâu rồi? Hai cái mà. Con cầm một cái đi. Cầm một cái đưa cho mẹ. Đâu rồi? Con đứng lên mẹ xem. Con đứng lên. Anh bảo quá. Ủa, đau rồi. Anh ngồi đây mẹ bấm móng tay cho nhá. Ngồi đây. Chị Gầu bấm móng chân đi em, mẹ bấm móng tay cho em. Bấm móng chân em. Con bấm móng chân em. Kiếp. Được bấm móng tay cái là nằm ngã ra như thế này đây. Bấm nhá. Úi dồi. Từ từ. Từ để mẹ để em xịt lại con nhá. Cho em nằm xuống nhá. Cho em nằm xuống nhá. Nằm xuống đây nhá. Đó. Thích không? Rồi con bấm móng chân nha em. Đấm móng tay. Cho mẹ mở tay TiTi nha. Con yên yên mẹ bấm nha em nào. Cho mẹ mượn cái này, con cầm cái này đi. Yên con, thì mẹ bấm cho em nào. Bấm cẩn thận không em đau nha.
Hai con đâu? Chờ mẹ mượn nhé. Bấm chưa xong mà. Này nữa, cho mẹ mượn ngón này nữa. Ngủ nào.